năm. Nhiệm sở của tôi là tôi đang dạy học ở trường Long Hải. Đến lúc mà nghe lệnh là Sài Gòn mình đã thất thủ rồi thì đó là một cái cơn sốc đối với gia đình tôi lắm. Tôi cái cảm xúc đầu tiên của tôi là hai vợ chồng tôi nói rồi mình mất nước rồi đó hả em, cộng sản vô rồi sao. Tôi cảm thấy là mình cảm thấy như mình không có còn đứng vững nữa. Rồi nhìn quanh xung quanh, tại tôi ở trong cái khu vực đó thì có một vài gia đình quân nhân ở kế bên, thì mọi người trong xóm nó hốt hoảng quá đi chạy ra ngoài để coi chuyện gì nữa đây. Lúc đó thì thấy binh mấy lính đồ ở bên sư đoàn 18, tại ở gần đó có một cái trại lính lớn, người ta chạy lăng xăng xóm xóm ra nói mình phải làm gì, mình phải làm cái gì. Cái hình ảnh đó làm cho tôi không thể nào mà quên được. Tôi không biết mình phải làm gì, cứ mọi người cứ hỏi nhau mình làm gì, mình chạy đi đâu, mình chạy đi đâu. Rồi nói đến cái chuyện này mà cái hình ảnh đó nó nằm lại trong trí tôi, người coi bây giờ nó như là muốn rợn cả tóc lên đó. Tôi không biết mình phải làm cái gì hết, chỉ thấy là mấy người già rồi mấy người vợ của lính chạy hỏi bây giờ mình làm sao chị, mình làm sao chị. Vậy và chúng thôi chứ nói bây giờ mình chờ coi coi là những cái cấp trên của mình, tại vì tôi chờ coi cái thượng cấp của tôi sẽ có họp chúng tôi lại để nói điều gì hay không. Rồi bên khu gia binh mấy chị nói bây giờ đi chạy đi kiếm mấy ông chồng. Lúc đó này cái phải nói một cái cơn hốt hoảng của cả một cái thị xã Long Hải. Tại vì trước đó ở Long Hải là một trại tạm cư để tiếp đồng bào từ miền Trung vào, cho nên là trước đó mấy ngày thì người ta cũng được tàu nó cập bến gần ở Long Hải và đưa người đi ra tàu lớn để đi qua Mỹ, đi qua đảo Guam. Thì có gia đình tôi cũng có muốn đi, nhưng tại vì phân nửa còn lại ở Sài Gòn và tụi tôi đi làm việc ở Long Hải, cho nên cuối cùng tôi không có thể quyết định đi được, là tại vì con tôi còn lại ở trong Sài Gòn. Người ta đứng phải nói là cái nghe cái tuyên lời tuyên bố rồi mọi người như là đứng chết lặng hết, đứng chết lặng hết. Tại sao bây giờ mình làm sao? Rồi mình giống như mình đi kiếm cái thượng cấp của mình đó, chẳng như tôi đi kiếm mấy ông hiệu, tôi nói ủa bây giờ thì sao, bây giờ mình còn tiếp tục, bây giờ ai là chủ của mình của đây và mình sẽ sống sao đây? Bởi vì khi mà cộng sản vô rồi thì cái cuộc sống của những người mà quân nhân cán chính thì sẽ ra sao đây? Tự nhiên cái đó nó đến với mình liền. Long Hải gần bên mật khu Minh Đạm, cho nên á là cộng sản xuất hiện ra liền và những tên cộng sản nằm vùng đã ló mặt ra. Rồi lúc đó thì họ nó mới xuống nó trấn an. Bây giờ đó là nó tập trung công chức lại một bên, rồi bên quân nhân thì tôi không có rành lắm, nhưng mà bên giáo dục đó thì tập trung lại, kêu mấy ông hiệu trưởng lại nói chuyện để cho mấy thầy cô biết bây giờ mình là ai, phải biết mình đang là ai, và nói thẳng là cộng sản nó xuống nó phủ đầu bằng cách là bây giờ mình coi như á là những người thất trận và phải chịu dưới sự chỉ đạo của họ. Họ nói rõ như vậy. Lúc đó thì cái cảm giác của chị như thế nào? Thật sự bây giờ nói không biết người ta có tin hay không, phải nói là rất rất là bất mãn và hối hận. Tại sao những ngày trước khi mà trại tạm cư lập ra và được đi ra nước ngoài để mà đưa đi thì mình lại có cái sự phân vân, mình đi hả, đi thật không, bây giờ nước của mình mà, cộng sản nó cũng là người Việt thôi. Cái đó là một cái điều đau khổ nhất cho chúng tôi, vì không có kinh nghiệm để mà đối đầu với cộng sản. Mình cứ nghĩ nó là người Việt Nam thì mình cứ sống lại đây đi rồi mình coi tình hình ra làm sao. Nhưng mà khi cộng sản vô, chỉ cần tuần lễ đầu tiên thôi là phải nói là cái bất mãn lên đến tận cùng. Và khi mà tôi là cái người đã có phải chịu đựng cái điều đó, là một cái thằng ở ngoài A nó vô nó bảo gì chứ, cái sức mạnh nằm trong tay của người cầm súng,
chị mà nói lôi thôi á, bây giờ tôi bắn chị đó cũng không ai làm gì tôi được hết trơn. Đó là cái câu nói mà làm cho tôi rất là hối hận. Tại sao mình không thoát ra khỏi cái tầm tay của thằng cộng sản? Hối hận thì ít, nhưng mà cảm thấy á, hối hận vì cái tội của mình là không biết cộng sản là kẻ thù của mình. Và mình đã không có phải nói là chống chọi với nó. Mình nghĩ lại, mình cứ nghĩ giao cái trách nhiệm đó cho quân đội, mà mình không thấy đó là bổn phận của một người dân.